Phần 2. Lạm phát và lãi suất, đòn bẩy hay rào cản cho thị trường bất động sản. 1. Tầm quan trọng của lạm phát và lãi suất trong bất động sản. Lạm phát và lãi suất là hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản. Hiện nay, lạm phát tăng cao và lãi suất cũng đang được điều chỉnh tăng lên để kiểm soát nền kinh tế. Vậy điều này có ý nghĩa gì đối với nhà đầu tư bất động sản? 2. Lạm phát tác động đến giá trị bất động sản. Đó là tăng giá bất động sản. Lạm phát thường kéo theo sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ, trong đó có bất động sản. Khi giá nguyên vật liệu và chi phí xây dựng tăng lên, giá nhà đất cũng sẽ tăng theo. Giảm giá trị tiền tệ, lạm phát làm giảm sức mua của tiền tệ, khiến nhà đầu tư cần phải trả nhiều tiền hơn để mua cùng một tài sản như trước đây. Điều này có thể thúc đẩy nhà đầu tư chuyển tiền vào bất động sản như một cách giữ giá trị tài sản. 3. Lãi suất, đòn bẩy hay rào cản đầu tư? Lãi suất vay vốn. Khi lãi suất tăng, chi phí vay vốn để mua bất động sản cũng tăng theo. Điều này có thể làm giảm sức mua của người tiêu dùng và giảm nhu cầu đối với bất động sản. Khả năng sinh lời, lãi suất cao có thể làm giảm lợi nhuận từ các khoản đầu tư bất động sản, đặc biệt là khi chi phí tài chính tăng lên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lãi suất cao cũng có thể làm tăng giá trị cho các tài sản có tính ổn định như bất động sản. 4. Mối quan hệ giữa lạm phát, lãi suất và thị trường bất động sản. Tác động ngắn hạn, khi lạm phát tăng nhanh hơn lãi suất, giá bất động sản có thể tăng mạnh do nhu cầu mua bất động sản như một kênh trú ẩn an toàn. Ngược lại, khi lãi suất tăng nhanh hơn lạm phát, nhu cầu mua bất động sản có thể giảm, làm chậm sự phát triển của thị trường. Tác động dài hạn, nếu lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, có thể dẫn đến sự điều chỉnh giá bất động sản, tạo ra cơ hội mua vào cho những nhà đầu tư dài hạn. Phần 3 tôi sẽ nói về cách tối ưu hóa quyết định đầu tư bất động sản trong bối cảnh lạm phát và lãi suất biến động với Gulan. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.